Phạm Băng Băng hẹn hò trai lạ lúc nửa đêm, tin đồn Bích Cửa quay lại showbiz vì thế lực này. Mới đây, trang QQ đã có bài viết chia sẻ loạt ảnh mới của Phạm Băng Băng. Lần này, nữ thần họ Phạm không còn xuất hiện long lanh, thay vào đó là ăn mặc xuề xòa, mái tóc buộc tùy hứng nhưng vẫn gây được sự chú ý. Điều đáng nói, Phạm Băng Băng lộ diện tại một buổi hẹn với một người đàn ông bí ẩn lúc nửa đêm. Trang QQ nhận xét rằng nữ thần họ Phạm còn lộ dáng vẻ và tinh thần có phần tiều tụy. Rất nhiều người đã đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và người đàn ông này. Có thể nói, sau khi chia tay Lý Thần, đời sống tình cảm của nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ luôn được người hâm mộ quan tâm soi xét. Có fan đặt câu hỏi liệu rằng người đàn ông kia có phải là bạn trai mới hay không? Đáng chú ý, rất nhiều người nhận ra chiếc xe hơi tới đón Phạm Băng Băng sau buổi hẹn này có giá lên đến hơn 1,4 triệu tệ, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Có thể thấy, dù rằng vướng bê bối trốn thuế, song cuộc sống của Phạm Băng Băng vẫn rất dư giả. Trước đó, Phạm Băng Băng đã tới thăm các em bé tự kỷ ở Bệnh viện Nhi Thượng Hải, xuất hiện trong trang phục đầm rộng tối màu, kiều nữ họ Phạm đi giày thể thao và dùng khăn để buộc tóc. Không chỉ có vậy, Phạm Băng Băng còn xem tranh và giao lưu với các em nhỏ. Cô nở nụ cười rạng rỡ trong suốt quá trình thăm hỏi. Nhiều cư dân mạng cho rằng nàng Kim Tỏa đang nỗ lực tẩy trắng scandal trốn thuế bằng việc tham gia hoạt động nhân đạo. Cô muốn hình ảnh của mình trở nên thân thiện hơn. Theo nhiều ý kiến, Phạm Băng Băng đang cố gắng một cách tuyệt vọng để thu hút sự chú ý từ truyền thông công chúng. Từ một ngôi sao hạng A tên tuổi, cô hiện gặp khó khăn trong việc lấy lại vị thế ban đầu. Nhiều chuyên gia cho rằng cô đã không còn dễ dàng tìm được hào quang như xưa. Hôm cuối tháng 4, một đoạn video ghi lại cảnh cô tham gia một sự kiện thời trang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người thở dài rằng thời của Phạm gia qua rồi. Đoạn video cho thấy Phạm Băng Băng làm giám khảo của một sự kiện thời trang không có tên tuổi. Địa điểm tổ chức sự kiện rất đơn giản, sân khấu được lập ra ngay lối ra sau của bãi đậu xe. Phạm Băng Băng mặc một bộ đồ truyền thống Trung Quốc, trông hơi nhàu, tóc buộc túm phía sau. Dù vậy, thái độ của cô nhiệt tình, chuyên nghiệp. Hiện vẫn bị các thương hiệu sự kiện trong nước quay lưng, Phạm Băng Băng tìm kiếm hướng đi với các thương hiệu nước ngoài. Cô đang là gương mặt quảng cáo cho một số nhãn hàng quốc tế, thi thoảng xuất hiện trên tạp chí quốc tế. Bất chấp khó khăn, nữ diễn viên cho thấy cô rất nỗ lực, cô vẫn nhận lời mời tham gia các sự kiện nhỏ, có thể vì mục tiêu luôn để hình ảnh được xuất hiện trên mặt báo. Nữ diễn viên cũng cho thấy cô không chịu im lặng khi bị người khác thóa mạ. Tháng 3, cô đâm đơn kiện một người dùng mạng ra tòa vì có hành vi đăng tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự của mình. Tòa án hôm 11 tháng 5 xử Băng Băng giành phần thắng, bị cáo phải trả cô 60.000 nhân dân tệ và đăng tin xin lỗi cô trên mạng xã hội. Phạm Băng Băng còn bị phát hiện nhấn nút like một bài viết do Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh đăng trên trang Weibo của đài với nội dung yêu cầu truy quét tận gốc các hành vi trốn thuế của nghệ sĩ. Một nguồn tin cho hay nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bị nghi ngờ trốn thuế hoặc dùng hợp đồng âm dương, tổng số thuế trốn ước tính 11,7 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù nhiều nghệ sĩ trốn thuế, chỉ có Phạm Băng Băng bị sờ gáy và nộp phạt đến 130 triệu đô la Mỹ vào năm 2018. Việc bị xử nêu gương khiến cô ngậm đắng nuốt cay, thậm chí uất ức khi mình bị phạt trong khi những người khác vẫn nhẫn nhơ. Vì thế, diễn viên được cho là ủng hộ việc làm của cơ quan chức năng. Cô còn viết trên trang cá nhân dòng chữ úp mở gây khó hiểu. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Mới đây, trang By The House có bài viết đánh giá khả năng quay lại showbiz của Phạm Băng Băng. Theo đó, cho dù Phạm Băng Băng có thành công tái xuất, cô cũng sẽ phải nhận thêm một thử thách rất lớn. Một nghệ sĩ có hành vi xấu trong quá khứ chắc chắn sẽ khiến bộ phim đó khó qua vòng kiểm duyệt của Quảng điện, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Một khi phim không qua kiểm duyệt thì chắc chắn sẽ khiến nhà đầu tư bị ảnh hưởng rất lớn. Khi đó, liệu có ai dám mời Phạm Băng Băng về đóng phim? Đương nhiên sẽ ít ai dám đem lợi ích của mình đặt cược vào Phạm Băng Băng. Cư dân mạng cho rằng Phạm Băng Băng vẫn nên từ bỏ quyết tâm trở lại showbiz thì hơn. Hiện tại cô đã ở tuổi 40 và qua thời kỳ hoàng kim của một diễn viên. Gây dựng lại sự nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn, nhất là khi đã bị dính phải vết nhơ. Có lẽ người đẹp 8X này vẫn chuyển hướng sang kinh doanh, bởi rõ ràng ở lĩnh vực này cô đạt được khá nhiều thành tựu đáng chú ý. Phạm Băng Băng sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm lên 15 tuổi, 1998, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàng Châu Cách Cách. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên. Nữ diễn viên vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù gần 130 triệu đô la Mỹ để thoát khỏi cảnh tù tội.